cả nhà. Chào cả nhà chơi. Đâu cả nhà, bữa nay dễ đạt cả nhà ơi. Bữa nay theo cha với lại bác Út vô mút đi dở trà cả nhà. Được chưa? Được rồi. Trà này lâu chưa cha? Nửa tháng rồi. Này chủ nhật á cả nhà. Bác Út cũng không có đi làm. Cây cắm không? Cây cắm á. Cây cắm là cái cái gì dứ cái gì á anh ơi, dứ gì á. Còn mình tụt là nó hổng lặn cái gì á. Lặn cái gì á. Ủa cây này tiền với thêm ba ở nhà rồi cả nhà. Lui ra sau luôn, ba nút lui ra sau cục dây vô luôn cái cây á để nó trôi. Lặn mò thử coi lặn cái gì đó. Nhớ cột, đang bán cột. Từ bữa tháng nước tới giờ cả nhà mới đặt lại. Thấy không? Mở đi. Giờ múc dưới bãi gốc mở bốn góc. Dở trà nước giật cả nhà ơi, đợt này coi vô không à. Trà này cũng nhiều hơn hôm bữa không cha? Hôm chở thêm mớ nữa, tao với ông Út mà chở thêm mớ ông Út bột bó sẵn nữa cả nhà. Đẹp trà quá. Cầu năm nó góc lên đi cái mình kéo nó lặn lên nè. Rồi nè, thấy như vậy nè. Mở chưa? Rồi. Mở rồi hả? Chờ thọt hai cái. Chờ cũng hồ. Hồ mở đi, tao xuống dưới tao lặn cái tao kéo ra. Tới không? Nè. Thọ chứ. Ừ. Dạ, trôi ra đi mà bớt. Dài cái cây rồi. Được chưa hồ? Mình lên đây tôi rồi đó. Bây giờ mở đầu đặn. Lên tiếp tục lên nè bà nút. Còn ngang rồi nè. Lên chưa Quyệt? Chưa, nó kẹt cái đầu ngang quên. Ngang hay gì á? Cái đầu ngang nè. Nước nó chảy đó. Lên lại cái đầu ngang. Nước cứ chảy ra ba cái bọc nó tắp xuống rồi. Ông vô lặn mở cốc trong đi. Nó từ từ mới được. Lên chưa? Chưa. Dở lúa hay vậy nè. Có dây cục đỡ nó không à, nút? Lên được đầu à, còn đầu trong nữa. Còn hẳn cái đầu trong. Chưa, mở được chưa? Dạ. Mở chưa? Chưa lộn thì còn mới được. Dở lú. Đó, cá nhảy kìa. Cái này phải nãy mình nhảy ở dưới nước lên trước ha. Còn không? Rồi không? Giả lên đây. Hả? Giả lên. Bên đây lên rồi đó. Hả? Bên đây lên rồi. Cá nhảy quá trời. Ồ, cá bự gì vậy? Xong cả nhà ơi. Giờ thảy trà ra ngoài. Thấy cá nhảy cũng lai gai rồi đó. Dạ, bác Út dưới ông Út thấy trà các bạn rồi. Vô rồi. Mới dở lên là thấy cái nhảy lai gai là im rồi. Vậy mới thấy ham hay không Út? Cha cắm cây đừng cho trà chảy xuống.
quá hồi. Lấy ở trên lấy xuống mới được. Trời nữa mà đâu qua lấy cá không. Nãy giờ nhảy cá rảnh cả nhà. Cá rảnh cũng nhỏ nhỏ chứ không có bự. Được em mang cái má vào rồi, đặt cọng dây nhổ cây này. Không qua bỏ rồi đó nha. Ô cá bị dinh, cá bị dinh nhảy. Bị dinh cái rảnh. Cái này hy vọng là mấy chú cháu sẽ đạt thành quả tốt. Bỏ cái nón đi gỡ luôn. Gỡ luôn. Gỡ luôn. Luôn luôn bỏ luôn. Giờ chắc chà ra ngoài. Ông ở dưới đi, hai người gần sao thấy. Em chúc con cũng tiếp cái bút vô bút. Bây giờ ngưng chút nữa cả nhà, giờ đi tiếp cả nhà. Cũng muốn gần xong cái nhà, giờ còn dưới dưới đáy không à. Giờ cho lấy cây cây móc. Móc lên. Giờ lặn hết nổi không bố? Cá nhảy nãy giờ cũng nhiều lắm á. Nó đạp lưới xuống mới được. Đạp lưới. Không? Nè, để thấy này đi. Móc này khó hơn. Khó hơn hả? Hay là muốn lặn. Móc là ở trên xuồng nó móc. Ở trên móc dưới đây xuồng móc. Ừ. Móc ở dưới ông nghỉ tiếp hả? Móc dạ. Nhóc. Cá nhóc. Đó, ừ. Ông phóng luôn, phóng vỏ luôn đi. Phóng vỏ đi, thấy á. Ừ. Cho nó khỏe, để lặn còn mệt lắm à. Lên đi, lên nghỉ đi. Mình nên người móc nè. Dỗ nước. Đổ chút xuống lặn ấy. Coi con hai con cái đó kìa cha. Ừ, vàng ánh luôn. Ngựa bóp à. Rồi đứng đàng hoàng nha. Đây. Cũng đã xong cả nhà ơi. Giờ mấy chú cháu vũ lứa lần lần tới nha. Cái linh. Cái linh nó. Ủa, cái mày. Giờ dở đồ này thôi để cho nó nhảy. Quá quá ghé. Cái linh kẹt đầu chân rồi. Ở cái người vô đây xả bả nó bớt rồi đó. Để tôi bả đi lên tròn cái này. Cá nhảy cũng phải im nữa nghe cả nhà. Lưới này thì 15 ngày mới dở một lần. Ô, cá ép hay cá ép gì? Cái linh nhảy. Còn cây kìa, cây đâu ở ngoài nữa vậy? Ở cây ngoài hả chồng? Ở ngoài. Cây ngoài gì vậy? Ở ngoài chưa? Phăng phăng cái đồng này lên kìa. Úp. Đây nè. Ừ. Đâu rồi? Cây đâu rồi? Dưới kìa nó.
Cái he nhỏ nhỏ quá trời luôn. Cái he á. Cái heo con mà. Giờ nhảy lần đầu à, đặng kìa. Đó. Xả cho ra ngoài luôn. Thấy ngoài luôn à. Nhảy. Sao mà phân nổi. Ồ, nhảy. Con nhảy cho vô kìa cha. Dưới tay trời kìa. Dưới đó. Đó. Sao không nhấp ngựa? Ủa? Cái ngựa? Nhảy vô chuồng không à? Cái he giờ mà cái ngựa hả? Đâu thôi. Quá trời nhảy. Sao đây? Hả? Đi sao đây? Không có, đi qua luôn. Lần lần tới đi Mốt. Ông tới trước đi. Cái lái này nó cạp cái này rồi nè. Cậu Mốt kìa, cá nhảy kìa. Kệ kệ sau lưng ông kìa, bác Út cá sau lưng công kìa, chở vô rồi đó đó, ở dưới nước á, dưới nước á, cá ngựa. Cái heo quá trời, cái heo rồi. Dưới cái máy. Nó ra lắm ơi, cái he bè nó ra. Cái he bè nó ra. Ôi ôi cá. Cái gì ông Út? Về xây làm chả ông Út ơi. Nãy cuộc đụng nãy mà quên tháo kìa. Nãy quên mở tút. Tinh lộ chút mở mà đừng quên. Mở ra. Hút lội ra. Ờ ra đi, ra phóng mở đi. Nãy cuộc cái tụng đừng nhớ. Mấy con nhỏ nhỏ nó bị dính đầu.
lên hoài. Còn này nãy chừng nữa nè. Để nhảy. Đó. Cái he con bự bự không cả nhà. Quá xa. Dữ không? Quá xa. Cá này ai ủ mắm hả bố? Đã. Một cái rồi. Đã ủ mắm đã. Mắm rồi đã luôn. Cho nó chưa được bự ta. Cá hôm nay sao nhỏ nhỏ không chạy. Nhảy lên lưới. Vô tôm không? Ôi trời ơi, con gì rồi. Bay luôn rồi. Wow. Kế bên gì mà con thoát ra được nữa. Wow. Uổng ghê. Bà mẹ nó gỡ mấy cá. Quá chạy. Quá chạy chung quay. Nhảy qua đây nè. Ủa, ông bốc lên ông bốc. Có tôm vô nhà cái nè. Úp bắt lên. Có con cá mà dinh bự mà nhảy hay quá. Kể tôm, kể tôm loại kìa bố. Tôm loại. Ui bự, ui bự. Thôi. Thôi. À, cho nó nhảy làm đi, làm cái bụng nó nhảy đó đi. Đó nhảy đó đi. Đó, vô tôm. Đó. Cá của Phi. Của Phi kìa. Của Phi nhóc trên kìa. Con điện kiếm ra được mấy tấn rồi. Chứ chở giờ không hết rồi quá. Vậy quá trời nhỉ. Mệt luôn. Mệt à, không có nhiều vô. Nè tôm bự, tôm bự cả nhà, tôm càng. Vừa bánh vừa bánh. Kè kè càng kè lên quá trời kìa. Ông bốc lũ càng không không? Đó. Gọi 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 gọi. Nó móc. Có qua này mà. Đẹp tao. Cào này, bỏ vô cái tụm nước luôn đi. Cho nằm đây đi. Nè hốt gác. Vậy mà cả nhà được hai con tôm càng kinh. Ủa. Giờ hốt gác ra là gai. Có tôm nha. Thả nó đi, thả nó đi. Ừ. Thả qua cho nó ba nó đi rồi bố. Đúng rồi, thả qua cho ba tùng một múc á. Qua tùng đi. Dạ. Thả xuống luôn luôn bố. Đúng rồi, đó. Nó qua bả bớt đi. Cái đón ông về mất rồi, hồi bay trời ơi, không lọt nó không hay trời. Ừ, gai đi. Ừ, cho cá nó qua bển đi. Quá trời cá cả nhà ơi. Quá cá rồi. Cá chốt. Cá chốt nghe không ốc? Không. Cá chốt ngay tay ông á. Ông vũ xuống rồi đó. Ừ, thả nó đi. Đừng làm gạt bên đây. Bớt đi. Mà trời cá. Cái này ốc, mà ủ mắm á cả nhà. Là im luôn.
xuất hồn cái he rồi. Sao trước này cái he dữ dằn thiệt chứ. Cái he mà có hầm nuôi con cái đã ở đâu uống. Cái trình dinh bự mà đi tốt. Con bự nhất mà bay mẹ nó rồi. Cái ruộng. Ô, tôm nữa nè. Đó, thêm con tôm nữa. Đổ chỗ. Đuổi. Đó, đổ chỗ lại đằng kia. Và hốt gác này là vẫn cũng rồi. Thay khuyên. Dạ. Ô, cái gì vậy? Gù phi đúng. Gù phi. Dạ. Gù phi. Có kiếm con cá ép cả ký đi. Đó, nãy giờ bay lý lịa rồi. Két không? Lưới này không có cá chép ha. Đủ thứ loại cá hết trơn cả nhà. Giờ lửa gác ra, gác quá trời gác cả nhà. Ngay cái chỗ tay anh ông là hết rồi đó cha. Ồ. Mới tấm lại bắt đi quê để hồi. Tấm bờ bên ông cha trước đi. Trước sau nó cũng chết. Mà giờ bắt cái nào bắt cái đi, xúc vô thao đi. Bắt biết cá. Đó, không bên đấy thật gió hả? Có bên đây không ạ? Còn có gì như thế nữa, nó lại là chết. Ủa tôm kìa, tôm kìa. Rồi, còn con chỗ này nữa hết rồi. Bả cây không? Cây nó gã. Hốt trời, hốt tôm giật ngoài. Tôm. Cái này tôm nhiều nữa nè. Mày phải tôm vô đây luôn. Còn chỗ này chút xíu nữa. Hè ngon ghê kìa. Cái hè cũng bự bự kìa. Có đó không ông Út? Đụng tôm ở đây. Ồ, tôm nữa kìa. Ở tôm không có cạn. Nãy giờ lộ lại hoài cho ta. Không, nãy cha bắt hai con càng. Đó, hai con càng mà tôm nè. Vậy tôm nhiều đó. Nổi dính không? Gạn lên nha cả nhà. Làm đi gỡ mấy cái dính nào quê. Gỡ cái gì? Tiếp gỡ cái dính chắc ngày trời quá bố. Chồng chồng lấy cái gỗ cũng ư. Bay qua bên đó quá trời. Mấy cái nhỏ thì về mẹ làm ủ mắm cả nhà, về làm nước mắm để dành ăn. Về cắt mắm. Mấy cá bự thì mình bán. Có rộng đây nè. Không nhảy chờ lại không chậm. Á ông. Buông ông buông đi, buông lên buông đi. Thăng gì là chứ. Nhảy hết được rồi. Ở vậy. Dạ lên luôn.
Quá trời. Này lựa bự nhỏ không cha? Này chắc cỡ 20 kg mốc. Ba chục ký nữa, còn kia nữa. Giờ vô gọng đi, cái mình chạy đường thứ ba á. Mình lên chảnh mình bán mấy cái bự trước, cái nhỏ mình ủ mắm. Rồi, thôi lưới này. Đã chút phút rồi, qua đây chút đây. Chắc chà trước tới giờ cái nhà mới được trúng mẻ lưới này nè. Rồi từ 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 gãy gỗ bỏ vô luôn hả, bỏ vô đây nữa lửa vậy súng lại trong xóm đó nhờ lửa tiếp chứ quá trời rồi. Bữa giờ là gãy gỗ là tại bác Út không có nghe. Cái cơm vậy đó ông Út. Làm phân nửa được rồi. Dìu mấy bả làm tiếp. Dạ. Chứ mình làm đây tới chịu à, không được đâu. Còn chắc lại nữa. Chắc lại. Dạ rồi còn chắc lại nữa nha. Nửa tháng nữa là đi dở một lần. Trời ơi. Cái lòng đâm rồi. Bà, bà giờ dòng lại bản cây rồi. Như giữ đau luôn à. Trời ơi, còn cái đó lại đây. Còn cái này là cái này. Ba mày bỏ hả? Bỏ vô ngậu. Bỏ vô gọng á. Giờ thêm một gọng nữa nghe cả nhà. Để vô nhiều quá chết. Rộng đó 30 kg không Phúc? Dạ dạ mừng không nổi. Vậy là cái trà này là từ giá 60-70 kg rồi không Phúc ơi. Đầu này cũng nhiều nữa nè. Dồn nó rộng như cái gì. Cũng lựa lựa ra chứ. Cá chèn. Còn ngon. Chuyện này mà kho tiêu quá, thứ nào chưa nổi cả nhà ơi. Giờ xúc hết mớ này đem về chảnh. Trước. Cái này nó hết nhảy rồi. Chặn cái tay vô. Chặn vô. Cái này nó hết nhảy ra là nói rồi. Cũng nhảy đó. Nhảy vô nhảy. Từ từ tôm nghe bác Út. Trời ơi. Rồi, đi thương đi cho nó bãi lụm. Trời có cái thao nè, để vô thao luôn không? Để vô thao đi. Để vô thao. Vô thao luôn đi. Về lựa lại mới được. Xúc vô thao đi. Nữa. Vô. Vô nó đủ cái chỗ luôn á. Tôm càng cả nhà. Nãy giờ cũng 4-5 con rồi nha. Đồ cái chèn. Xúc lưới đó cái úp lại luôn úp. Trời, xúc cái đó úp vô luôn. Giỏ cao lên hay gì sao khác. Rồi úp mẹ vô luôn đi. Nè. Úp vô luôn đi. Trời, dễ nổi à. Luộn đâu. Nhiều lắm. Úp vô luôn. Quá nhảy rồi. Quá thế rồi, con rau. Cho vô đây luôn. Là một gọng với một thau. Về cho mấy cô ở sớm lựa tiếp cả nhà ơi. Giờ lựa không có nổi đâu. Lấm bỏ rộng đi, rồi bắt đầu lũ đi đó ra.
vũ vũ luôn ngút qua dòng nó đưa động luôn. Mày đưa cái gặp cái gọng này, cái tôi đẩy cái thao cá này lại lấy cái gỗ nè. Gọng rồi. Rồi thanh sang lên nè, đẩy lại. Ừ, rồi nó nhảy rồi. Cái gỗ nó rất dễ. Vậy coi bà con trong xóm ai mua nhiều thì mua, còn nhiều ủ mắm. Dạ, ủ nước mắm là khách sĩ gọi luôn. Rồi, chưa, chưa, chưa. Còn cục đây mà chưa gỡ ra hộp. Nãy giờ lo xúc thấy ngựa rồi gỡ. Cái này cái linh nhiều gên nữa, nhiều quá gỡ nè, gỡ cả. Ít quá thì làm không nổi. Ủa, còn con cá heo kìa, cá heo nữa nè, mẹ có đựng cứ dính lên thì đỡ. Phải cá bự bự hơn chút nữa heo không? Ừ. Đứng là tại hướng mình thưa. Cá hôm nay sao nhỏ dữ vậy? Giòn giòn đó trời, không thải chút rồi, chưa xúc mẹ nữa. Rồi, vậy là lê mình đó. Rồi. Rồi. Coi còn con cá heo luôn. Còn nóc chân rồi, quẹ. Nè, dở. Rồi, giờ là được nhiêu nha cả nhà. Rồi, giờ về. Tao đầy dung một giọng đúng nổi rồi. Ai về về đi, ai ở đây thấy trà thấy tém lưới ra, lặn lưới ra. Bữa nay được thành quả được nhiêu cả nhà? Một giọng với một thao, giọng với một thao. Đây cái gác lộn là gai giọng ngủ bưng bưng nổi không. Khoan để khoan đổ vô luôn. Chưa để ra ngoài luôn, cái vỏ ra ngoài đi cho út vịnh cái gọng đi. Để em chở luôn hả? Không, lui lứt ra nè. Lui lứt ra đi. Làm cho nó gọn cái đi. Thì mấy cha con cũng đi về cái nhà. Được mớ thì bán mớ, còn nhiều ủ mắm. Thì video bữa nay cũng đã kết thúc. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Chào nhà chứ. Chào. Bye cả nhà.